anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về chủ nhật thứ hai mùa vọng năm A. Giờ đây mời anh chị em đứng, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Trong những ngày ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến giảng trong sa mạc xứ Judea và nói rằng: "Hãy ăn năn hối cải, vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người mà tiên tri Isaiah đã loan báo. Có tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Ông Doan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bây giờ từ Jerusalem từ khắp miền Judea và các vùng lân cận sông Jordan, dân chúng tuôn đến với ông. Thú tội và được ông làm phép rửa trong sông Jordan. Thấy nhiều người pha siêu và sa đến xin chịu phép rửa, thì ông nói với họ rằng, Hỡi nòi rắn độc, ai chỉ cho các ông trốn tránh cơn thịnh nộ sắp giáng xuống hãy sinh hoa trái cho xứng với lòng sám hối và chớ tự phụ nghĩ rằng chúng ta có tổ phụ Abraham vì tôi nói cho các ông biết Thiên Chúa có thể khiến những hòn đá này trở nên con cái Abraham. Cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây rồi. Vì thế cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt và quăng vào lửa phần tôi, tôi rửa các ông trong nước để các ông được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi quyền năng hơn tôi và tôi không đáng sách dép cho người. Chính đấng ấy sẽ cứu các ông trong thánh thần và lửa. Người cầm rìu trong tay và tẩy sạch sân lúa của người. Lúa thì thu vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Xin mời anh chị em ngồi Anh chị em rất thân mến Để có thể nhận được chỉ thị của Thiên Chúa Trong việc xây dựng các hình thức tế tự phù hợp với dân Chúa chọn Và để kiến tạo đám dân mà mô sen dẫn ra khỏi Ai Cập Thành một cộng đoàn có quy củ với 10 giới răn được khắc ghi trên hai chứng ước Môi sen đã phải lên núi để chay tịnh suốt 40 đêm ngày. Để có được thần trí của Thiên Chúa, hầu có thể giải nghĩa được bí nhiệm trong giấc chiêm bao của vua Nabucodonosor. Daniel đã giữ mình khỏi ô ế do thức ăn rửa uống của nhà vua. Và ông chỉ ăn rau uống nước lạnh. Và để có thể thi hành nhiệm vụ của một sứ giả dọn đường cho Chúa cứu thế đến Để giải thoát con người khỏi sự chết Do An cũng đã chuẩn bị cho sứ vụ qua việc Ngài đi vào trong hoang địa Trong một thời gian dài Để giữ cho mình được tinh trong Không nhiễm ô uế Và quả thật thưa anh chị em Do-an ý thức nhiệm vụ dọn đường của mình không là một chuyện đơn giản ông hiểu tâm trạng của người do thái đương thời sống dưới ách nô lệ của đế quốc roma dân israel ngày đêm mong chờ đấng giải phóng xuất hiện theo như lời các tiên tri đã nói sự trông chờ đó không phải là một hiện tượng tâm lý nhưng nó đã trở thành một niềm tin được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, thưa anh chị em. Quả thật, dân Do Thái luôn xác tín rằng sẽ có một Đấng Messia xuất hiện, đó chính là Đấng Thiên San, Đấng được Thiên Chúa sức giàu và sẽ đến trần gian để dẫn đưa dân Do Thái và toàn thể nhân loại bước vào một thời đại hoàng kim trong đó một nền công lý toàn hảo và một nền hòa bình viên mãn sẽ được thực hiện do đấng thiên sai người là vị vua thuộc dòng tộc david và sẽ tiếp nối công việc của vua david tổ tiên người có nghĩa là thưa anh chị em họ hy vọng rằng người sẽ khôi phục lại sự cương thịnh của vương quốc israel và sẽ làm cho muôn dân trên toàn cõi địa cầu được thái bình, không còn chiến tranh, không còn cạnh lưu đầy tụi nhục, các nước sẽ cầu thân với nhau. Với một não trạng như thế, thì phải rao giảng làm sao để cho dân chúng nhận ra căn tính đích thật của Đấng Messiah mà ông sẽ loan truyền. Hiểu được sự khó khăn của sứ vụ, Doan đã chuẩn bị cho sứ vụ của mình một cách rất chỉnh chu. Ông đi vào trong hoang địa để giữ cho tâm hồn của mình được bình an, không xáo trộn bởi những áp lực của xã hội. Để cho trí lòng được tinh trong không bị chi phối bởi tư tưởng về đường lối giải phóng. Ông chỉ ăn châu chấu và uống mật ong rừng là để cho mình hoàn toàn được tự do. Không bị lôi kéo nghiêng bên hữu hay bên tả, nhưng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, ở trong tay Thiên Chúa, và chỉ để loan báo điều Thiên Chúa chỉ dạy. Bởi vậy, thưa anh chị em, khi thi hành sứ vụ, Doan đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng, đó là loan báo về sự xuất hiện của đấng Messia nhưng sự xuất hiện này không theo cách nghĩ tưởng của con người đó là không phải là một đấng giải phóng uy hùng trong áo giáp vũ khí trên lưng con ngựa chiến oai phong với một đạo binh hùng hậu để đánh nam dẹp bắc trái lại thông điệp chỉ là một lời mời gọi sám hối anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Con đường của Đấng Messiah đi qua không phải là những ngã đường dẫn về thành thánh Jerusalem, nhưng là những con đường do chính từng người chuẩn bị được hình thành qua việc sám hối. Hãy dọn sẵn một con đường cho Đức Chúa, sửa lỗi cho thẳng để người đi. Thưa anh chị em, đây cũng chính là tâm tình mà giáo hội muốn nói tới để mời gọi con cái của mình thực thi trong mùa vọng. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Thật vậy, giáo hội luôn ý thức về sự hiện hữu của mình. Đó chính là một cộng đoàn của Đức tin Điều đó có nghĩa là giáo hội là một cộng đoàn của niềm hy vọng. Đức Benedicto thứ 16 đã nói, chúng ta thấy một yếu tố đặc thù của Kitô Tô Hữu, đó là họ có tương lai. Không phải là họ biết tương tận chi tiết về những gì họ đang chờ đợi mình. Nhưng họ biết cách tổng quát là cuộc sống của họ không kết thúc trong hư không. Khi tương lai được bảo đảm như một thực tại tích cực Thì lúc đó hiện tại trở nên có thể sống được Vì thế giáo hội luôn nhắc nhở con cái của mình Ý thức về niềm hy vọng mà mọi kỳ tô hữu đang hướng tới Sự sống đời đời trong vương quốc của Thiên Chúa Thưa anh chị em Sống niềm hy vọng này Cũng có nghĩa là chúng ta hiểu được những thực tại trần gian không là điểm dừng của cuộc sống chúng ta không hy vọng vào một lời lộc trần thế sự giàu sang hay danh vọng ở nơi cộng đoàn đức tin chúng ta là chỉ là một thành phần thật vậy niềm hy vọng của chúng ta chính là thiên chúa bởi chỉ có Ngài mới trao tặng cho chúng ta sự sống đích thật Nói như Thánh Doan Sự sống đời đời là họ nhận biết cha Thiên Chúa duy nhất và chân thật Và nhận biết đấng cha sai đến là Đức Giê-xu Trong thông điệp XB V Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã nhấn mạnh khi chúng ta ở trong tương quan với đấng bất tử, đấng chính là sự sống mà tình yêu, thì chúng ta ở trong sự sống thật. Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta, anh chị em ạ. À. Để được ở trong mối tương quan này hầu đạt tới niềm hy vọng của chúng ta, không gì hơn là chúng ta thực thi điều mà doan tẩy giả đã loan bạc hãy dọn sẵn một con đường cho đức chúa sửa lỗi cho thẳng để người đi đây chính là công việc hệ trọng thưa anh chị em và công việc này cũng không đơn giản nó hệ trọng bởi việc chúa đến với con người hầu giải phóng con người khỏi sự chết và mang lại sự sống đích thật cho con người bởi được gặp gỡ Thiên Chúa là niềm hạnh phúc vô song. Anh chị em thân mến, để tìm một niềm vui chóng qua và để thỏa mãn cho một ước mơ, hàng ngàn tín hữu Việt Nam đã bỏ công ăn việc làm, bỏ thời giờ đến Bangkok, Thái Lan, để nô nức và chắc chắn phải chen chúc để chờ giây phút được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Francisco dù cái nhìn đó ở rất xa. Trong dịp Ngài viếng thăm mục vụ vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 vừa qua. Thì thưa anh chị em, việc dọn cho Chúa một con đường để Chúa đến gặp chúng ta phải là một việc rất hệ trọng, phải được chúng ta quan tâm hàng đầu và phải dành hết mọi khả năng để có thể làm sao gặp cho được Chúa bởi Chúa chính là nguồn sống của chúng ta, nói như Thánh Augustino, được đặt nằm trong máng cỏ, Đức Giêsu đã trở thành của ăn nuôi sống cho chúng ta. Và dĩ nhiên thưa anh chị em, việc dọn một con đường cho Chúa đến trong thời đại hôm nay cũng rất là nhiều khen bởi sống trong một thế giới càng ngày càng xa rời thiên chúa và coi những thực tại trần gian là cùng đích thì việc chúa đến xem ra không được người đương tại quan tâm điều người ta quan tâm đó là gì thưa đó chính là tiền bạc và tiền bạc được coi là vấn đề then chốt của cuộc sống là tâm điểm để cuộc sống phải hướng về một câu nói đã trở thành kinh điển của người thời đại hôm nay có tiền mua tiền cũng được hoặc là cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền vì thế anh chị em thân mến để có thể dọn một con đường chúa đến có thể đem lại một cái hiệu quả đích thực không gì hơn Chúng ta phải khởi sự từ việc bước vào hoang địa như doa Có nghĩa là hãy nỗ lực loại trừ ra khỏi chính mình Những quyến rũ của một thế giới dung tục Nói như Đức Giáo Hoàng Francisco Cô trong tự sắc Admirabile Signum Dấu chỉ tuyệt vời Chúng ta đừng để mình bị lừa dối bởi sự giàu có Và những hứa hẹn hạnh phúc thoáng quan Hãy vào trong hoang địa của sự thanh lặng để suy niệm về con đường Chúa đến với chúng ta. Qua việc ngôi hai hạ sinh trong máng cỏ, Thiên Chúa đã phát động một cuộc cách mạng thực sự duy nhất có thể mang lại niềm hy vọng và phẩm giá cho những người bị khinh miệt và bị ruồng bỏ. Đó là cuộc cách mạng tình yêu, cuộc cách mạng của sự dịu dàng, từ nơi máng cỏ Chúa Giêsu tuyên bố một cách hiền lành nhưng mạnh mẽ nhu cầu chia sẻ với người nghèo như là con đường hướng đến một thế giới nhân bản và huynh đệ hơn trong đó không ai bị loại trừ hay bị gạt ra ngoài lề đó là lời chia sẻ của Đức Phanxicô trong tử sách Admirabile Dịch Nhục. Và như thế việc dọn cho Chúa một con đường để Chúa đến chính là kiến kiến tạo con đường của yêu thương, con đường của vị tha và lòng bao dung, con đường của một trái tim đầy lòng thương xót. Vâng, thưa anh chị em. Sống tâm tình mùa vọng chính là loại bỏ một thái độ vô cảm, một lối sống hưởng thụ ích kỷ và một trái tim hẹp hòi để biểu tỏ thái độ của người môn đệ Chúa Giêsu yêu thương cho đến cùng. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trọn niềm hy vọng của chúng con qua việc chúng con can đảm vượt qua được một lối sống ích kỷ để chúng con biết hướng đến tha nhân. Nhờ đó, chúng con kiến tạo được một con đường hòa bình dẫn đến nước trời và đó cũng chính là con đường mà chúng con dọn để chúa đến với chúng con amen